Xin chào mọi người nha. Rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Kiệt đến từ đại lý Hyundai Tedo tại Cần Thơ. Thì hôm nay mình sẽ gửi đến mọi người báo giá của dòng xe Creta phiên bản cao cấp nha. Và báo giá này là trong tháng 9. Thì hiện tại đại lý mình đang có về các mẫu xe Hyundai Creta cao cấp và Creta phiên bản đặc biệt cũng như là tiêu chuẩn. Tuy nhiên mình sẽ gửi đến mọi người là báo giá của dòng Creta phiên bản cao cấp nha. Thì giá hiện tại trong tháng 9 là sẽ có mức giá là 730 triệu thưa quý anh chị, 730 triệu. Và anh chị mua xe trong tháng 9 và nhận xe luôn trong tháng 9 thì sẽ có mức hỗ trợ khuyến mãi là 5 triệu tiền mặt ha. Cộng với đó là sẽ tặng thêm cho quý anh chị là camera hành trình và cái lót sàn Simili để phục vụ cái xe mình nó được tốt hơn. Và đối với hình thức mà anh chị mua xe qua tiền mặt á, thì cái mức lăn bánh luôn tại thị trường Cần Thơ thì anh chị chuẩn bị cho mình tầm khoảng là 800 triệu ha, là có thể lăn bánh. Lăn bánh là giao xe tận nhà tại Cần Thơ ha. Còn trường hợp với anh chị mình mua xe với hình thức là mua vay trả góp thông qua các tổ chức ngân hàng á, thì hiện tại mình tính cái mức mà trả trước từ 15% đổ đi á, đổ lên đó ha, là anh chị chuẩn bị giùm mình từ 188 triệu đổ lên đó, thì có thể nhận được xe Creta phiên bản cao cấp đang có sẵn tại đại lý của mình. Và hiện tại đại lý Hyundai Tedo đang có sẵn xe lái thử để phục vụ với anh chị tận nhà cũng như là phục vụ với anh chị trong công tác coi xe và lái thử xe. Thì anh chị có thể liên hệ phía dưới góc màn hình về số điện thoại của mình, thì mình sẽ nhờ các bạn sale đến với nhà anh chị để có thể gửi đến anh chị báo giá cũng như là coi xe và lái thử xe để anh chị có thể cảm nhận trải nghiệm tính năng này ha, những tính năng tuyệt vời của xe. Rồi, sau đây là phần giới thiệu về dòng Creta cao cấp, anh chị có thể tham khảo ha. Rồi, tiếp sau đây mình sẽ giới thiệu đến mọi người dòng Creta phiên bản cao cấp đang có mặt tại đại lý Hyundai Tedo bên mình ha. Trước mặt mọi người là mẫu xe màu trắng. Dòng Creta là mẫu xe SUV gầm cao ha. Và mẫu xe này có thiết kế sẽ là 5 chỗ, bao gồm 2 vị trí ở trên, bác tài và ghế phụ, và 3 vị trí ở phía dưới, người ngồi. Và đối với dòng Creta thì đây là mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Indonesia ha. Và mẫu xe này được nhà máy Hyundai Thành Công chính thức phân phối tại thị trường Việt Nam với tùy chọn bao gồm 3 phiên bản có dòng tiêu chuẩn, đặc biệt và cao cấp. Thì trong video này mình sẽ giới thiệu đến mọi người là phiên bản cao cấp ha. Thì mẫu này sẽ có mức giá là 730 triệu. Riêng tùy chọn 2 tông màu là phần nóc đen ở trên đó, là sẽ có thêm 5 triệu nữa là khoảng 735 triệu ha. Giới thiệu với mọi người về ngoại thất cũng như nội thất của dòng Creta. Thì đầu tiên mình sẽ đi vào phần ngoại thất ha. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu đến mọi người về ngoại thất của dòng Hyundai Creta phiên bản cao cấp nha. Thì nhìn tổng thể mặt ở phía trước thì thiết kế của hàng Creta này mang phong cách thiết kế dạng dynamic ha. Dynamic giống như những người đàn anh như là Hyundai Tucson. Về phần lưới tản nhiệt ở phía trước này thì nó là thiết kế dạng hình khối, hình khối đây, và họ sẽ lồng những cái phần đèn định vị vào bên trong lưới tản nhiệt luôn để tăng thêm cái sự sắc sảo cho xe. Và khi mình đi vào ban đêm thì đây cũng giống như là những đôi cánh chim, nhìn xe của mình rất là nổi bật, rất là bắt mắt. Và khi mình tắt xe đi thì những cái phần này nó sẽ tối màu lại, nó tạo ra một không gian lưới tản nhiệt đó, rất là to và lớn đó, nhìn xe mình rất là ngầu. Và phần logo Hyundai sẽ được đặt ở trong lòng của phần lưới tản nhiệt ha. Ở đây phần biển số thì sẽ được đặt hạ phía dưới để làm nổi bật cái phần lưới tản nhiệt của mình hơn. Ở phía dưới này thì dòng Hyundai Creta sẽ được trang bị cụm đèn chiếu sáng, họ sẽ đặt phía dưới ha, đặt phía dưới để có thêm cái không gian ở phía trên này làm cái phần đèn định vị nè. Thì tuy đặt phía dưới nhưng mà vẫn đảm bảo về vấn đề chiếu sáng cũng như là vận hành cho xe. Về phần đèn chiếu sáng thì dòng Creta sẽ trang bị là dạng đèn chiếu sáng dạng LED ha. Dòng cao cấp sẽ là dạng LED ở phía bên này đó. Và ở dưới này sẽ là đèn báo rẽ dưới này ha. Và dòng Creta cao cấp sẽ có tính năng an toàn chủ động thông minh, có nghĩa là nó sẽ có tính năng đèn pha thích ứng, là nó sẽ chuyển từ pha qua code nếu như gặp cái xe đi ngược chiều đó, nó sẽ tự động nó chuyển luôn, đảm bảo vừa an toàn cho mình mà vừa an toàn cho người chạy xe đối diện ha. Ở phía dưới này thì Creta sẽ có trang bị thêm phần hốc gió ở phía dưới nữa ha, để tăng cái tản nhiệt cho xe, làm tản nhiệt cho xe được tốt hơn ở dưới này.
Về phần bên hông xe thì mình sẽ miêu tả cho mọi người chi tiết về phần bên hông xe này ha. Thứ nhất là về khoảng sáng gầm xe. Rita là một trong những mẫu xe trong phân khúc hạng B SUV có khoảng sáng gầm xe rất là lớn, lên đến 200mm. Đó, 200mm khoảng sáng gầm xe rất lớn. Để cho việc mình đi, nhất là đối với thị trường ở miền Tây của mình thì chiều cường hay là các đường không có bằng phẳng nhiều á, thì mình đi qua nó cũng sẽ dễ dàng và ít bị hư cái gầm của xe. Về phần bánh mâm thì nó sẽ là dạng bánh mâm phay ha, bánh mâm phay hai màu, và nó sẽ có phần màu xám ở đây, và phần này là phần phay nè. Xe sẽ được trang bị bánh mâm là 17 inch và sẽ có một tính năng rất là tuyệt vời, chính là cảm biến áp suất lốp ha. Với tính năng cảm biến áp suất lốp này sẽ được gắn cho từng bánh xe luôn, và khi xe của mình bị mềm á, nó sẽ báo về màn hình trung tâm như thế này. Rồi, về hệ thống phanh thì phanh trước sau của dòng Rita sẽ là dạng phanh đĩa. Hệ thống treo thì trước sẽ là treo độc lập mắt phanh xanh, phía sau sẽ là dạng treo phụ thuộc. Về phần gương thì dòng Rita này sẽ được trang bị là gương gập điện có tích hợp đèn báo rẽ ở đây. Và gương này nó sẽ có tính năng là chỉnh điện lồng gương và sấy gương ở đây nha. Ở phần cột của một điểm nhấn trên dòng Rita là ở phần cột A. Cột A ở đây thay vì bình thường họ sẽ sơn cùng màu với xe, thì đối với dòng Rita này họ sẽ sơn là cái cột màu đen để cho nó liền với cái phần nhựa ở đây và liền với cái phần kính ở đây, tạo cho cái xe mình nó cái cảm giác nó rất là trẻ và không gian xe rất là lớn. Đó, nhìn từ bên ngoài vô nhìn xe rất là sang. Về phần bên hông xe thì đối với phần ton ở bên hông hay là các chi tiết ton khác đều được là dạng bổ sung thép cường lực cũng như là phần thép dập nóng ha, ở đây để tăng cái độ cứng cho xe. Mọi người có thể cảm nhận rõ nhất bằng cách mình đến kiểm tra cái ton nó có cứng hay không á, mình cứ gõ vào ha, gõ vào độ cứng là mình sẽ biết là ton nó cứng hay nó mềm, nó dày hay nó mỏng liền, mình dùng tay mình có thể cảm nhận được. Rồi, bên hông xe thì sẽ có một vài cái chi tiết mình có thể miêu tả ha. Thứ nhất, tay nắm cửa mạ chrome có tích hợp nút mở khóa một chạm ở đây ha, ở đây. Ở phần lườn chỗ xe này thì nó sẽ có cái phần mà mạ bạc đây nè, mạ bạc ở đây. Và cái không gian chỗ này á, tại vì màu trắng thì mọi người nhìn có thể chưa có tạo sự khác biệt, tuy nhiên đối với xe màu đỏ hay là màu đen á, thì chỗ này mạ bạc đây nhìn rất là nổi bật cho xe. Khoảng sáng gầm cực kỳ cao mọi người, khoảng sáng gầm rất là cao luôn. Rất là cao. 200mm nha, 200mm rất là cao. Ở phần phía sau xe á, thì sẽ giới thiệu đến mọi người một vài chi tiết ha. Thứ nhất là phần anten ở trên sẽ là anten nhận vây cá ha. Đèn phanh trên cao nó sẽ được bố trí ở đây. Đây là đèn phanh trên cao. Khi mình phanh thì cái đi như xe phía sau á, container đó, sẽ biết là xe mình đang phanh, tại vì cái xe nó cao quá đôi khi không nhìn thấy ở phía dưới, mà nhìn thấy trên này thì cũng rất là an toàn để biết là xe mình đang giảm tốc độ và họ sẽ né ra. Ở đây thì sẽ có các đường hàng nhiệt ở đây để sưởi cái để sấy cái kính này. Phía sau sẽ có thêm cái cần gạt nước ở đây ha. Này, logo Hyundai ở đây và có thêm chùm chữ Rita rất là nổi bật. Được bố trí cách điệu với nhau những khoảng cách ha. Nhìn xe mình rất là sang. Cái phần điểm nổi bật dành cho dòng Rita chính là cái thiết kế đèn hậu nhìn rất là lạ. Ở đây mình dùng từ rất là lạ, nhưng mà đèn hậu này sẽ là các dàn đèn viền LED đây nè mọi người. Viền LED ở đây. Viền LED đây ha. Xe vẫn được trang bị là camera lùi, cảm biến lùi. Camera lùi được bố trí ở dưới dòng chữ Rita ha. Cảm biến lùi sẽ có 3 nút ở đây. 3 nút ở đây. Dưới này sẽ có cái phần đèn phản quang và đèn lùi. Và dòng Rita nó sẽ có đèn sương mù phía sau nha mọi người. Có đèn sương mù phía sau là bên này. Đèn bên này sẽ là đèn lùi ha. Đèn bên này đèn lùi. Thành ra mọi người khi mà lùi xe thấy nó chỉ sáng một bên, không phải là do đèn nó đứt ha. Mà cái này là do bên này nó sẽ bố trí đèn sương mù. Cái này là theo tiêu chuẩn ở bên châu Âu. Ở không gian cốp thì mình mở cho mọi người xem. Cốp này sẽ là cốp chỉnh cơ ha, không phải là cốp điện. Cốp cơ và có phần ti thủy lực năng để đỡ cái phần cốp này lên. Về bên trong khoang cốp mọi người thì không gian để cốp này rất là rộng ha, mọi người để đồ nó thoải mái đây. Và ghế này mọi người thể gặp hạ xuống được ha, hạ xuống và hạ theo kiểu 64 ha. Khi mà mọi người hạ xuống thì tạo ra một cái không gian rất là rộng để mình có thể để một cái nệm nghỉ ngơi trong những chuyến dã ngoại đó, cũng rất là ok. Về hệ thống loa thì đối với dòng Rita phiên bản cao cấp này nó sẽ trang bị là loa Bose ha,
Labo 8 lon, đây là mọi người. Labo ở đây. Đó, nhìn rất là ok và xịn sò. Đó, âm thanh nghe rất là êm. Để cảm nhận rõ nhất thì mọi người có thể lên đại lý mình để có thể xem xe ha. Xem xe và ngồi vào bên trong xe để cảm nhận. Về không gian ở hàng ghế thứ hai á, thì mình sẽ miêu tả một tí cho mọi người có thể tham khảo ha. Thứ nhất về phần ghế, ghế toàn bộ ghế trong của dòng xe Rita đều là chất liệu ghế bọc da hết ha. Và tông màu chủ đạo sẽ là tông màu đen. Tông màu đen và sẽ có cái phần lưới, cái phần đục lỗ ở đây. Và sẽ có phần đục lỗ nhỏ ở đây để tăng cái sự thoáng khí cho xe. Và họ sẽ làm những cái đoạn như cái này kiểu làm dạng hình thoi nè. Thoi ở đây. Đó, để tăng thêm cái sự sắc sảo cho xe của mình. Đối với ghế thì theo cảm giác của mình là ghế của thằng Rita này nó rất là mềm. Rất là mềm, ngồi rất là thoải mái ha. Và cái phần mình thì cao, có thước cao khoảng 1m85. Khi mà mình ngồi xe này, khi mình tựa ra thì cũng rất là ok. Khoảng trần ở trên thì một tí nó mới đụng. Đây ha. Còn khoảng cách để chân thì rất là thoải mái. Mọi người để chân thoải mái. Xe sẽ có cái cửa gió hàng ghế thứ hai ở đây nè mọi người. Cửa gió hàng ghế thứ hai sẽ có ổ cắm sạc ở đây. Ở chỗ này sẽ bố trí để cho mọi người có thể để điện thoại ở đây mình sạc ha. Rất là tiện. Ở phía sau này nếu như mọi người đi bay hai người thì có thể hạ cái băng tay này xuống này. Để mình tựa tay lên, ngồi cho nó thoải mái ha. Ngồi thoải mái. Phần tựa đầu này sẽ là những phần tựa đầu có thể dịch chuyển được ha. Đây nè. Có thể dịch chuyển được theo chiều cao của mỗi người luôn. Một vài tiện ích bên trong xe nữa là mình sẽ có thêm những không gian để mình thể để đồ ha. Không gian ở đây. Không gian ở đây, để hai cốc nước ở đây. Để thêm như điện nhỏ nhỏ ở đây cũng được. Rất là nhiều chỗ để mình có thể để đồ. Bây giờ mình đang ngồi ở bên trong khoang nội thất ở hàng ghế thứ nhất của dòng Quita cao cấp ha. Thì mình sẽ miêu tả đến mọi người một vài cái điểm nhấn dành cho bên xe của mình. Thì đối với dòng Rita nó sẽ trang bị là vô lăng dạng bọc da nè. Bên này thì nó sẽ có cái cần đèn ha. Đèn ở đây không chỉ là đèn tự động mà nó có tự động bật tắt, mà nó còn có thêm tính năng nữa là đèn pha thích ứng. Như trước đó mình đã trình bày ha, là tự động hạ từ pha sang code để cho xe đối diện không có bị chá mắt ha. Rồi phía sau vô lăng sẽ là một cái màn hình thông tin digital, full digital, màn hình điện tử hết. Hiển thị từ tốc độ nè. Tốc độ đến vòng tua và các thông tin khác đều toàn bộ là điện tử hết ha. Nhìn rất là trực quan, rất là dễ nhìn. Mọi người nhìn rất là dễ. Ở bên này sẽ có thêm cái startup engine nè. Startup engine ở đây. Ở đây là màn hình kích thước rất là lớn, 10.25 inch. Và chia ra làm 3 giao diện luôn ha. Và đây là cảm ứng nè. 3 giao diện như là mình giao diện này mình có thể tùy chỉnh được ha. Ở đây có thể là âm thanh, ở đây là bản đồ, đây là cái la bàn đó. Và xe sẽ có rất nhiều tùy chọn để kết nối. Thứ nhất là mình kết nối thông qua Apple CarPlay, Auto Android hoặc là kết nối thông qua Bluetooth ha. Ở phía dưới này sẽ là điều hòa tự động nè mọi người. Ở đây điều hòa không gian để mình có thể sử dụng điều hòa tự động làm mát ở nhiệt độ mà mình yêu cầu. Ở dưới này sẽ có thêm những tiện ích khác như là cổng 12V nè, một ổ USB nè. Để găm nhạc, găm USB mình nghe nhạc nè. Bên này mình có thể găm để mình sạc điện thoại nè. Cần số thì nó sẽ làm dạng cần số thẳng ha. Và cái cần số này nhìn rất là sang, nhìn rất cầm rất là chắc tay. Và có thêm cái cọ ở đây để mọi người có thể sang số từ D sang R, từ D sang R. Và nó là dạng lẫy số thẳng ha. Lẫy số thẳng ở đây và sẽ có số bán tự động ha. Để cho mọi người thao tác cho nó dễ. Khi mà mình đổ đèo rồi đó, mình có thể đưa về số bán tự động, mình đưa về số 1 để mình đổ đèo cho nó an toàn. Ở đây thì sẽ có cái tính năng rất là thích ở miền Nam của mình, miền mà hay nắng nóng nhiều á, là làm mát ghế ha. Thì đây có phần đục lỗ đây nè, thì cái việc mà nó thổi cái hơi gió lên và thổi hơi lạnh từ ghế lên á, rất là thích, ngồi rất là mát, rất là dễ chịu luôn. Ở đây sẽ có nút view ha, view đây mình nhấn cho mọi người xem, nhấn vào đây. Đó là nó hiển thị cái góc cam phía sau. Và một chi tiết rất là hay nữa là hiển thị luôn cả cái góc đánh lái luôn. Mọi người thấy chi tiết màu vàng vàng không? Đó, và chi tiết màu xanh không? Đó, cái vàng chính là cái góc đánh lái của mình á. Còn cái xanh là cái chiều hướng thực tế của xe hiện tại. Đó, màu đỏ có nghĩa là còn một khoảng 30cm nữa là sẽ đụng với cái phần cản ha. Rồi, ở dưới này sẽ có thêm những cái không gian để đồ này. Và có thêm những cái họa tiết màu
sáng đèn rất là đẹp. Đây là hai cốc để đồ nè, chỗ nào mình thể để thêm điện thoại nè. Đây là phanh tay điện tử nè, tính kèm với nó là ô tô horn, nhìn rất là gọn, thẩm mỹ. Và một tính năng hiện nay hiện tại là một lợi thế so với Kia Seltos ha. Kia Seltos rất là lợi thế. Đây là bệ tựa tay mọi người. Bệ tựa tay có phần bọc da ở đây, nhìn rất là mạnh. Dở lên thì mình sẽ có thêm một cái không gian nữa để mình để đồ trong này, cũng rất là lớn ha. Mình có thể để như là giấy tờ của mình này kia để đây cũng rất ok. Không gian để đồ ở đây, ở đây, ở đây, ở đây và trong đây nữa. Rồi bên này sẽ có không gian để đồ ở đây nữa nè mọi người. Đây đó, để giấy tờ rồi này kia cũng rất là tiện. Rồi bên này mình có thể để các hốc nước ha, hộp nước ở đây luôn. Ghế thì ghế bên tài và bên phụ đều là ghế cơ hết ha. Tuy nhiên họ làm các đường may nè, nhìn rất là đẹp, rất là sắc sảo. Các đường dọc ở đây, ở đây các làm các chi tiết màu bạc ở đây. Cái phần ôm chỗ này cũng rất là, khi mà xe mình có dao động lắc ngang á, chắc lắc qua lại như này, thì phần này nó đỡ cơ thể mình nè, rất là dễ chịu và thoải mái. Ở phần trên này nó sẽ làm các chất liệu nhựa mềm ha, trên này. Đây đó. Xe sẽ được trang bị là 8 loa bâu nha mọi người. 8 loa bâu nghe âm thanh rất là ok. Rồi bây giờ mình sẽ mời mọi người đi vào các chức năng an toàn cũng như là vận hành của xe. Về vận hành của xe thì đối với dòng Creta này sẽ được trang bị là động cơ 1.5 ha, động cơ 1.5 lít đi kèm với hộp số là IVT ha, nó gần giống như bản chất là hộp số vô cấp. Tuy nhiên nó sẽ khắc phục được một vài nhược điểm hộp số vô cấp hiện hữu là độ trễ, độ ồn và độ lì, thì nó sẽ khắc phục được. Khi mà trải nghiệm dòng Creta này thì mọi người sẽ có cảm giác rất là khác so với các mẫu xe xài hộp số CVT thông thường ha. Về mức tiêu hao nhiên liệu thì mọi người có thể coi trên hình ha. Rồi, về hệ thống an toàn của xe thì xe sẽ được trang bị hệ thống an toàn chủ động và an toàn chủ động thông minh. An toàn chủ động bao gồm gì mọi người? Thứ nhất là có ABS, EBD, ESC, VSM, là phanh phanh chống bó cứng phanh này, rồi phân bổ luật phanh, rồi cân bằng điện tử, rồi hỗ trợ khách hàng ngang dốc. Và một tính năng rất là hay và hiện tại đang là duy nhất trong phân khúc hạng B sub này chính là cái hệ thống Hyundai Smart Sense gói an toàn chủ động thông minh, bao gồm thứ nhất là phòng tránh va chạm phía trước, phòng tránh va chạm điểm mù, rồi phòng tránh va chạm cắt ngang khi lùi, rồi hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo lệch làn, và cuối cùng là đèn pha thích ứng. Thì những tính năng này đều sẽ bao gồm cảnh báo và hỗ trợ luôn nha, chứ không phải chỉ có cảnh báo không. Rất là hay nha mọi người, nó sẽ hỗ trợ rất là đắc lực trong quá trình mình di chuyển cũng như là mình vận hành xe. Dòng Creta hay là các dòng xe khác của Hyundai đều được hãng bảo hành là 5 năm hoặc là 100.000 km ha. Tùy điều kiện nào đến trước, và các khách hàng ở miền Tây thì hiện tại đã có 10 trên 13 tỉnh thành có đại lý Hyundai 3S rồi. Thành ra mình sẽ rất là an tâm trong quá trình mình vận hành xe, bảo dưỡng xe, sửa chữa xe và bảo dưỡng định kỳ. Rất là tiện để mọi người có thể đến các đại lý Hyundai 3S gần nhất ha. Và có một cái app của bên mình gọi là Hyundai Mi, mọi người có thể cài đặt app này vào trong điện thoại của mình để đặt lịch hẹn, xem giá bảo dưỡng cũng như là định vị xe của mình đến các đại lý Hyundai 3S gần nhất ha. Hiện tại đại lý bên mình đang có xe lái thử ha. Anh chị có nhu cầu lái thử cũng như xem xe trực tiếp tại nhà thì alo theo số điện thoại mình để phía dưới góc màn hình ha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo nha. Xin chào mọi người.